Xin chào các bạn, thì sau Acer Revo 1 cũng như Intel NUC thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái máy mini PC khác đến từ nhà sản xuất MSI. Thì đây là chiếc MSI Kubi, đây là cái hộp của máy. Thì nói đến MSI thì các bạn đã biết tới rất là nhiều sản phẩm gaming của cái dòng sản xuất này. Thì Kubi là một cái dòng sản phẩm dành cho cái đối tượng người dùng phổ thông, và nó là một chiếc mini PC đáp ứng được cái nhu cầu vừa giải trí mà vừa làm việc theo định hướng của hãng đối với cái người tiêu dùng. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp và cũng đưa đến các bạn một số cái thông tin về chiếc máy này và khả năng nâng cấp về thiết kế và những gì chúng ta có thể làm với nó, các bạn có thể xem trong bài đánh giá của mình. Đây là cái hộp của MSI Kubi, một cái hộp mà nhìn khá là vui mắt, cái tên cũng rất là vui mắt rồi. Thì xung quanh cái hộp này thì chúng ta có một số thông tin, ở phía trên nó thì có thông số về cấu hình. Ở đây các bạn có thể thấy là nó dùng con Intel Core i3 5005U, một con Core i3 dùng trên laptop, và tốc độ là 2GHz. Ổ cứng thì không có, nhưng mà lại có ổ SSD 128GB SATA. Bộ nhớ tức là RAM 4GB. OLED ổ quang không có, và được cài sẵn hệ điều hành Windows 8.1 và multi language màu trắng. Cùng với đó là một số cái đặc trưng như là giảm tiêu thụ điện cũng như là hoạt động ít tiếng ồn. Cũng như cái câu khẩu hiệu ở đây là Energy Efficient. Thì bây giờ là bên trong, một cái câu khẩu hiệu nữa cũng rất là vui là khi bạn nhỏ thì bạn phải thông minh. Bên trong thì chúng ta có rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là sách hướng dẫn sử dụng. Mình rất là tò mò về cái đống này. Có một cái đĩa driver, nhưng mà Kubi lại không có ổ quang nên là chúng ta sẽ cài từ trên mạng. Đây là sách bảo hành, user guide, hướng dẫn sử dụng, số cái thông tin khác, cách hướng dẫn lắp đặt, tháo mở, lắp RAM. Thực ra thì cái máy này đã được gắn tất cả những cái thành phần phần cứng rồi, chúng ta không cần phải gắn thêm nữa. Ở đây còn một cái tờ giấy nữa, và tờ giấy này khá là quan trọng. Nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta lắp thêm một cái ổ 2.5 thông thường nhờ một cái sợi dây cáp mở rộng như thế này. Và mình sẽ lát nữa mình sẽ mở cái máy ra để lắp cho các bạn xem. Đây là Kubi, máy hình vuông, thì nó gần như là vuông, nó thiết kế của nó khá là giống cái Intel NUC, và các cạnh thì dài khoảng 11 cm, và nó mỏng hơn rất là nhiều. NUC thì nó rất là dày, khoảng 5 cm, thì cái này nó mỏng hơn. Và trọng lượng của nó thì khoảng 390g, tương đương với khoảng 3 cái iPhone 6. Đó, hình vuông. Trong hộp chúng ta còn có một cái miếng này để mà gắn lên tường hay là gắn sau TV, và một cái khay nữa để chúng ta có thể gắn cái ổ 2.5. Như vậy thì với cái khay này chúng ta có thể gắn thêm một ổ cứng bên cạnh cái ổ MSATA trong máy. Ngoài ra thì chúng ta có một cái cục sạc giống cục sạc laptop. Vậy thì đó là tất cả những gì chúng ta có trong cái hộp này. Bây giờ mình sẽ trở lại với nhân vật chính là MSI Kubi. MSI Kubi thì có một cái thiết kế khá là ngộ nghĩnh. So với Intel NUC thì nó trông gọn nhẹ hơn. Vỏ của nó thì được làm bằng nhựa và được xử lý theo cái kiểu hơi bóng, do đó thì nó rất dễ bám bẩn cũng như là dễ bị trầy. Ở đây các bạn thấy mình đã làm trầy nó rồi. Tuy nhiên thì chiếc máy này là một chiếc máy để bàn, và nó chúng ta không mang vác nó đi thường xuyên, cho nên thì cái vấn đề trầy cũng không thành, không phải là một cái gì đó quá lớn. Ở phía trên đỉnh thì chúng ta có một cái logo MSI sơn lên màu bạc, và cái nút nguồn được vác như thế này khá là đẹp, và nó có đèn LED báo tín hiệu. Xung quanh máy là các cái cổng kết nối cũng như là cổng tản nhiệt. Thì tương tự như NUC thì Kubi có hai cái cổng USB 3.0 phía trước, thì cái cổng này hỗ trợ cái tính năng super chạc để sạc điện cho các cái thiết bị di động. Bên cạnh đó chúng ta có một cái jack tai nghe và một cái đèn để báo trạng thái ổ cứng. Đây là khóa Kensington, và các cổng còn lại đều nằm ở mặt sau. Mặc dù có thân hình rất là nhỏ, nhưng mà Kubi được tích hợp đầy đủ các cổng kết nối kích thước tiêu chuẩn. Ở đây các bạn có thể thấy là cái jack cắm nguồn, cổng HDMI kích thước lớn, mini DisplayPort và cổng LAN, cùng với hai cái cổng USB 3.0 khác. Tuy nhiên thì hai cổng này hơi sát nhau, do đó chúng ta khó mà có thể vừa cắm một cái USB 2, hai USB cùng nhau, hay là một cái con chuột và một cái USB. Đây là cái khe tản nhiệt của nó, như vậy thì cái máy này có quạt ở bên trong. Ở bên dưới thì là một tấm nhôm. Một tấm nhôm với các cái nút cao su như thế này để giúp cho cái máy có thể đứng cố định trên bàn, tạo cái độ bám.
cùng với bốn con ốc chúng ta có thể tháo ra và can thiệp vào cả phần cứng bên trong. Thì ngoài cái tấm nhôm này, chúng ta có một cái tấm nhôm dày hơn để có thể gắn cái ổ 2.5. Đó. Bây giờ mình sẽ mở cái cubi này ra cho các bạn xem về khả năng nâng cấp và những cái phần cứng đó có ở bên trong. Và đây là bên trong cái MSI cubi. Thì việc tháo ra rất đơn giản, chỉ với bốn con ốc thì lấy tấm này ra và chúng ta có thể xem các cái thành phần cứng bên trong cũng như là có thể nâng cấp cho nó. Thì ngay từ bên cái mặt này thì các bạn có thể thấy là nó có tới 2 khe RAM và chúng ta có thể nâng cấp thêm một thanh nữa để có thể chạy kênh đôi. Đây là một cái đặc điểm rất là hay, bởi vì hai cái máy trước đây đánh giá là Acer Rebel One cũng như là Intel UC chỉ có 1 khe RAM thôi. Tiếp theo thì chiếc máy được gắn sẵn một cái ổ mSATA. Thì cái ổ này của Transcend và có dung lượng 128GB. Mình sẽ tiếp tục mở luôn cái con ốc này ra để cho các bạn xem bên dưới có cái gì. Thì bên dưới là một cái card Wi-Fi của Intel, Intel Dual Band Wireless AC 3160 tích hợp luôn Bluetooth. Đó, với hai cái anten nối ra ngoài để đảm bảo cái sóng sánh nó được ổn định hơn. Kèm theo đó thì MSI cũng làm những cái miếng mút để mà chống va đập như là giảm chấn khi mà chúng ta lỡ làm rơi máy, bảo vệ cho các cái cổng kết nối này. Và cái mặt còn lại của cái bao mạch, đây là cái mặt còn lại của bao mạch. Các bạn thì thấy rất rõ một cái quạt nhỏ mỏng, cái quạt này thì giống như là cái quạt chúng ta vẫn thấy trên những cái laptop mỏng bây giờ. Và ngay bên dưới của nó là một cái ống đồng màu cam tản nhiệt cho CPU Core i3 CMOS cùng với một số cái jack này dùng để debug cũng như là để cài lại EEPROM. Và như mình đã nói lúc đầu video là cái MSI Kobe này chúng ta có thể nâng cấp thêm một cái ổ cứng, vậy thì chúng ta sẽ gắn nó vào đâu? Thì MSI có tặng kèm một cái sợi dây cáp để mà gắn vào cái ổ 2.5. Khi chúng ta gắn thì chúng ta sẽ gắn cái ổ 2.5 vào đây, sau đó gắn cái này vào cái socket trên ổ cứng. Và cái socket còn lại chúng ta sẽ gắn lên một cái socket nhỏ rất là đặc biệt trên cái bao mạch của Kobe. Đây là vị trí của socket nhỏ đó. Các bạn có thể thấy là một socket nhỏ ở đây. Và chúng ta sẽ gắn nó lên như thế này. Như vậy là chúng ta vừa có thể sử dụng được cái ổ mSATA trên máy mà vừa có thể gắn được thêm một cái ổ cứng 2.5 với cái dung lượng tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Như vậy là khả năng nâng cấp của Kobe là rất là nhiều. Mặc dù có cái thiết kế nhỏ nhưng mà nâng cấp được nhiều thứ rất là hay. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà gắn thêm một cái ổ 2.5 và dùng cái bay này thì kiếp máy Kobe trở nên dày hơn và nó cũng tương đương với lại cái Intel UC. Như vậy nhưng mà bù lại chúng ta có hai cái ổ cứng, cả ổ mSATA để chạy nhanh và cái ổ 2.5 thông thường để lưu trữ dữ liệu nhiều hơn. Thì về cái mức giá thì MSI Kobe với cấu hình Core i3 4GB RAM và có sẵn ổ mSATA thì có giá dưới 10 triệu và tùy chọn có hệ điều hành hay không hệ điều hành. Thì đây là một mức giá khá là dễ chịu trên cái phân khúc mini PC hiện nay. Cảm ơn các bạn đã xem video.